Thưa quý vị, mục đích của việc tăng mức lương tối thiểu vùng là nhằm tạo điều kiện cho người lao động tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống ở mức tối thiểu. Đảm bảo cuộc sống ở mức tối thiểu cho người lao động, nhiều năm qua thì chính phủ đã liên tục có những điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo hướng lần sau cao hơn lần trước, năm sau cao hơn năm trước. Và như thông lệ, vào thời điểm giữa năm, Hội đồng Tiền lương Quốc gia tiến hành họp bàn về phương án tiền lương tối thiểu cho năm sau. Đặc biệt, năm nay, vấn đề tiền lương được thảo luận trong bối cảnh đất nước chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, nên thu hút sự quan tâm rất lớn của doanh nghiệp và người lao động. Vấn đề mức lương tối thiểu vùng trong năm 2021 sẽ được quyết định như thế nào? Gõ cửa ngày mới sáng nay, chúng tôi sẽ đề cập đến. Nhưng trước tiên chúng ta hãy nhìn lại đề xuất về lương tối thiểu vùng năm 2021 tại phiên họp lần thứ nhất. Trong phiên họp lần thứ nhất vừa qua, Bộ phận Kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề xuất hai phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2021. Phương án 1, khuyến nghị tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đến hết năm 2021. Về ưu điểm, phương án này giúp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có đà phục hồi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện để có thêm việc làm, người lao động tham gia vào thị trường lao động. Người lao động, doanh nghiệp và nhà nước cùng chia sẻ khó khăn và thực hiện trách nhiệm đảm bảo cuộc sống của người lao động theo nghị quyết của chính phủ. Phân tích của Bộ phận Kỹ thuật cho thấy, nếu thực hiện theo phương án này, nhược điểm chính là trong ngắn hạn năm 2021, tiền lương tối thiểu không đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Trường hợp CPI năm 2020 duy trì ở mức 4%, CPI của năm 2021 tăng cao hơn 2,5% bao nhiêu, thì mức lương tối thiểu thấp hơn mức sống tối thiểu bấy nhiêu. Bên cạnh đó, điểm tiêu cực của phương án còn là tạo tâm lý đối với người lao động nếu sản xuất sớm ổn định, phát triển trong năm 2021 mà lương tối thiểu thực tế bị giảm sút do chưa bù đắp kịp thời theo mức tăng của CPI. Phương án 2, lùi thời gian tăng mức lương tối thiểu vùng đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, thay vì điều chỉnh lùi 6 tháng so với thông lệ các năm trước, điều chỉnh bình quân 2,5% để duy trì, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, tính trên cơ sở CPI năm 2021, dự kiến 4% trừ phần đã tăng dược 1,51% của năm 2020. Đề xuất này được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2021, dự kiến đạt 4%, trừ phần đã tăng dược 1,51% của năm 2020. Đề xuất này được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2021, dự kiến đạt 4%, trừ phần đã tăng dược 1,51% của năm 2020. Phân tích của Bộ phận Kỹ thuật cho thấy, về ưu điểm, phương án này vẫn đảm bảo được mức lương tối thiểu trong trường hợp CPI của năm 2020-2021 tăng không quá 4% năm. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này có thể gây ra tâm lý cho doanh nghiệp và dư luận trong thời điểm Việt Nam vẫn chưa công bố hết dịch bệnh và tình hình phục hồi của doanh nghiệp, việc làm của người lao động còn là câu hỏi để ngỏ. Thưa quý vị, cả hai phương án đều có những ưu nhược điểm riêng đối với cả doanh nghiệp và người lao động. Đối với người lao động thì ai cũng muốn tăng lương, tuy nhiên cũng phải xem xét nhiều góc cạnh, đặc biệt là sức khỏe của doanh nghiệp, nên người lao động không thể muốn tăng lương là được. Trong khi đó, đại diện phía chủ sử dụng lao động là Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cũng cho hay sẽ kiến nghị Hội đồng Tiền lương Quốc gia hoãn tăng lương tối thiểu trong năm 2021 để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn ông Lê Đình Quảng, thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Thưa ông, xin ông có thể cho biết là những cái nội dung chính được đưa ra bàn bạc tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa diễn ra trong dịp vừa qua. Bên cạnh tiền lương tối thiểu vùng theo tháng thì theo cái Bộ luật Lao động thì năm 2021 này chúng ta phải quy định tiền lương tối thiểu theo giờ. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Tiền lương thì Hội đồng Tiền lương bổ sung thêm đó là các cái chuyên gia độc lập để đảm bảo cái tính bình đẳng công bằng trong cái quá trình tư vấn thảo luận các cái phương án tiền lương. Thưa ông, với cái tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến như vừa qua thì có ảnh hưởng đặc biệt như thế nào đến tình hình đàm phán tiền lương tối thiểu năm 2021 ạ? Sau khi chúng ta đã khống chế thành công cái đại dịch COVID-19, tuy nhiên cái tác động của nó thì đã và đang là tác động lên các cái doanh nghiệp. Cái nền kinh tế của chúng ta bây giờ rất là mở, cho nên các cái dữ liệu dự đoán về cái khả năng phục hồi kinh tế của năm 2021 thì quả thực đến thời điểm mà Hội đồng Tiền lương vừa rồi họp thì hoàn toàn là chưa có một cái cơ sở nào một cách khẳng định chắc chắn. Mà Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất là sẽ lùi lại
để có một cái độ trễ nhất định để chúng ta xem xét lại, đánh giá lại một cách chính xác hơn, dự đoán một cách chính xác hơn tình hình kinh tế xã hội của năm 2021 cũng như cái khả năng phục hồi cũng như của doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động. Trong cuộc họp vừa rồi thì cũng có ý kiến cho rằng là thay vì tăng lương vào thời điểm đầu năm thì có thể là lùi xuống vào ngày mùng 1 tháng 7 như hàng năm. Vậy thì theo ông thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Lý do thứ nhất đó là càng lùi lại thì để cái khả năng khôi phục, phục hồi của các cái doanh nghiệp đối với cái tác động của Covid-19 nó càng tốt hơn. Cái thứ hai là trong thực tiễn lâu nay thì cái tiền lương tối thiểu là áp dụng từ mùng 1 tháng 1 tháng 5. Đấy cũng là cái dịp mà gắn liền với cái Tết Nguyên đán. Cho nên một lúc là doanh nghiệp phải làm hai cái việc. Một là điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo cái hướng là tăng, lâu nay là tăng. Cái thứ hai phải lo cái tiền thưởng, rồi lo các cái vấn đề khác của liên quan đến cái quyền lợi của người lao động trong cái dịp Tết. Cho nên cái áp lực lên người sử dụng lao động rất là lớn. Cho nên trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cũng đã có nhiều cái doanh nghiệp đề xuất là phải xem xét lại, có thể là nâng cái tiền lương tối thiểu vào cái dịp giữa năm. Vâng, trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, các chuyên gia trong lĩnh vực lao động nhận định với tình hình hiện nay năm 2021, lương tối thiểu sẽ rất khó tăng để giúp cho doanh nghiệp dưỡng sức hồi phục. Ngoài ra, thì ngày 19 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết không tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 cho khối công chức viên chức. Vì vậy, quyết định không tăng lương tối thiểu cũng là để đảm bảo sự bình đẳng giữa lao động các khối. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19 nên Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp trễ hơn so với mọi năm. Hiện Tổ kỹ thuật của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang thu thập thông tin dữ liệu về tình hình kinh tế, doanh nghiệp, đời sống người lao động rồi mới đưa ra đề xuất chính thức với Chính phủ.